Nếu có dịp đến đất nước mặt trời mọc trong vài năm gần đây, bạn có thể dễ dàng bắt gặp những căn nhà nhìn có vẻ xuống cấp, cỏ cây mọc tùm, cửa sổ đóng kín, lớp sơn vữa bong chóc ra. Mọi người dễ liên tưởng đây là nơi diễn ra các sự vụ ma ám như trong phim Nhật Bản. Tuy nhiên, thực tế đó là những căn nhà bỏ hoang với số lượng ngày càng nhiều trên toàn bộ xứ sở Phù Tang. Trong tiếng Nhật, nó được gọi là Akiya. Theo báo cáo từ Bộ Nội vụ Nhật Bản, hiện có hơn 9 triệu ngôi nhà hoang Akiya trên khắp cả nước. Đây là con số kỷ lục, chiếm 13,8% tổng số bất động sản của nước này. Với mức tăng kỷ lục số lượng nhà bỏ không như thế, là một phép so sánh, nó đủ dành cho toàn bộ dân số Hà Nội, tức 8,4 triệu người. Qua đó cho thấy nền kinh tế châu Á đang phải vật lộn với tình trạng suy giảm dân số đến mức nào. Trước đây, những căn nhà hoang chủ yếu là những căn hộ vô chủ ở vùng nông thôn Nhật Bản. Thế nhưng, ngày càng nhiều căn nhà hoang bắt đầu xuất hiện ở các thành phố lớn như Tokyo hay Kyoto, Osaka. Những căn nhà hoang Akiya thường là những căn hộ được truyền qua nhiều thế hệ. Tuy nhiên, do tỷ lệ sinh giảm nên nhiều gia đình không có người thừa kế hoặc lớp trẻ đã bỏ lên thành phố mà không quay trở về nông thôn nữa. Họ thấy ít cơ hội để phát triển nên nhà hoang bị bỏ lại ngày càng nhiều. Theo kênh tin của Mỹ là CNN, tình trạng hiện nay nghiêm trọng đến mức nhiều căn nhà bỏ trống vì chính quyền địa phương không biết ai là chủ sở hữu. Hơn 4,4 triệu căn nhà được khảo sát thuộc diện cho thuê nhưng đã bị bỏ trống suốt thời gian dài và hầu hết đều cách xa các trung tâm dân cư chính. Hiện chưa rõ tình trạng của hơn 3,8 triệu Akiya khác và chỉ có 330.000 trong số 9 triệu ngôi nhà được giao bán. Quyền thừa kế và sở hữu bất động sản ở Nhật Bản cũng là trở ngại khi xử lý những căn nhà hoang. Theo đó, khi chủ sở hữu qua đời, vợ hoặc chồng của họ có quyền sở hữu một nửa bất động sản, phần còn lại được chia cho con cái. Nếu không xác định được người thừa kế hoặc có người từ chối bán phần sở hữu thì sẽ không có giải pháp. Trước kia, nhà bỏ hoang chỉ phổ biến ở các vùng nông thôn bị ảnh hưởng nặng nề bởi sự suy giảm dân số ngày càng trầm trọng của Nhật Bản. Song tình trạng này hiện đã xuất hiện nhiều hơn ở các vùng ngoại ô của các thành phố lớn. Nhật Bản đang đối diện với thách thức lớn về vấn đề nhà bị bỏ hoang. Diện tích đất và nhà bị bỏ hoang có thể phình ra bằng cỡ Hokkaido, hòn đảo lớn thứ hai tại quốc gia này vào năm 2040, theo nghiên cứu được công bố vào năm 2017. Điều gây chú ý là cơ chế hành chính tại Nhật Bản bao gồm việc lưu giữ hồ sơ khá kém do không áp dụng các công nghệ tiên tiến. Việc dùng dấu mộc, máy fax hay đĩa mềm vẫn còn được sử dụng tại Nhật Bản, khiến việc lưu trữ và truy tra hồ sơ cực kỳ khó khăn. Đó là chưa kể lượng lao động suy giảm khiến số nhân viên hành chính cũng giảm theo ở các vùng nông thôn, gây suy giảm hiệu quả dịch vụ công. Điều trớ trêu là việc không dỡ bỏ các nhà hoang này do không xác định được chính chủ khiến nhiều khu vực nông thôn khó thu hút được nhà đầu tư và những người trẻ tuổi về đây làm việc, sinh sống. Bên cạnh đó, do chính sách thuế của Nhật Bản đánh rất nặng lên những khu đất trống nhằm chống đầu cơ bất động sản, nên nhiều chủ sở hữu thà giữ lại căn nhà hoang còn hơn tốn tiền dỡ bỏ và tái xây dựng. Thậm chí khi xây mới, người bán cũng khó tìm người mua do dân số suy giảm, dịch chuyển hết lên các vùng trung tâm đô thị. Nhiều ngôi nhà bỏ hoang thậm chí còn chẳng được tiếp cận với mạng lưới giao thông công cộng hay các cửa hàng tiện lợi, bệnh viện. Những video xuất hiện trên các trang mạng xã hội cho thấy cảnh người nước ngoài mua những ngôi nhà giá rẻ ở Nhật Bản và biến chúng thành nhà nghỉ hay quán cà phê đầy phong cách. Tuy nhiên, ông Hôn cảnh báo về việc này sẽ không dễ dàng như người ta tưởng. Sự thật là hầu hết những ngôi nhà này sẽ không được bán cho người nước ngoài, hoặc các thủ tục hành chính và các quy định đằng sau nó không phải là điều dễ dàng đối với những người không nói và tiếng Nhật thật tốt. Họ sẽ không thể mua được những ngôi nhà này với giá rẻ. Bà Tomoko Ono, cựu nhân viên ngân hàng quận Saitama phía bắc Tokyo cho biết, khi mẹ tôi qua đời 7 năm trước, chúng tôi chưa bao giờ thực sự nghĩ đến việc phát triển hoặc cho thuê nhà của bà. Bà Ono cho rằng ngôi nhà đã cũ và xuống cấp, việc phá dỡ và tu sửa sẽ rất tốn kém, do đó bà quyết định bán đất. Dù việc bán đất đã mang lại một khoản tiết kiệm khá lớn, bà Ono vẫn bất ngờ khi phát hiện chủ đầu tư đã cố xây hai căn nhà trên cùng khu đất. Mẹ tôi có một khu vườn và mảnh đất ở góc, nên chủ đầu tư đã lấp vườn để xây hai căn nhà. Tôi nghĩ họ đã thấy cơ hội kiếm lời và nắm lấy nó, bà nói. Dân số Nhật Bản đã liên tục giảm trong nhiều năm trở lại đây. Ở lần thống kê gần nhất vào năm 2022, dân số đã giảm hơn 800.000 người kể từ năm trước, xuống chỉ còn 125,4 triệu người. Theo số liệu chính thức, vào năm 2023, số ca sinh mới đã giảm năm thứ 8 liên tiếp, xuống mức thấp kỷ lục. Tỷ lệ sinh của Nhật Bản đã dao động quanh mức 1,3 con mỗi phụ nữ trong nhiều năm, thấp hơn nhiều so với mức cần thiết là 2,1 để duy trì dân số ổn định. Tuần trước, Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản cho biết số trẻ em 15 tuổi đã giảm năm thứ 43 liên tiếp, xuống mức thấp kỷ lục là khoảng 14 triệu tính đến ngày 1 tháng 4 năm 2024. Ngoài ra là đất nước chịu nhiều thảm họa thiên nhiên, dẫn tới nhiều người thiệt mạng qua các năm, nhiều căn nhà sau thiên tai đã trở nên vô chủ. Yuki Akiyama,
giáo sư khoa kiến trúc và thiết kế đô thị tại Đại học Tokyo cho biết, những ngôi nhà bỏ trống đã từng gây ra nhiều vấn đề, chẳng hạn như sau trận động đất mạnh 7,5 độ tấn công bán đảo Noto ở Ishikawa vào tháng 1 năm nay. Ông nói khu vực xảy ra trận động đất rất có nhiều Akiya và chúng gây nguy hiểm cho những người dân trong thảm họa, cũng như thách thức cho việc tái thiết sau động đất. Khi mỗi trận động đất hoặc sóng thần xảy ra, có khả năng những ngôi nhà bỏ trống sẽ chặn đường di tản khi chúng bị hỏng hoặc bị phá hủy, vị chuyên gia này phân tích. Akiyama cho biết, sau trận động đất, các nhà chức trách gặp khó khăn trong việc quyết định những tài sản bị hư hại nào mà họ có thể dọn dẹp do quyền sở hữu không rõ ràng, gây ra trở ngại cho việc tái thiết. Để giải quyết tình trạng nhà hoang ngày càng gia tăng, Nhật Bản hồi tháng 12 năm 2023 đã trao cho giới chức địa phương duy trì các khoản giảm thuế đối với chủ sở hữu chưa có biện pháp bảo trì nhà ở. Động thái này nhằm khuyến khích chủ sở hữu tu sửa nhà hoặc bán lại cho các công ty bất động sản để tận dụng tốt hơn. Một chuyên gia cho rằng chính phủ cần có các cơ chế quyết đoán hơn, chẳng hạn cho phép các cơ quan chức năng địa phương tiếp quản những ngôi nhà hoang và bán lại cho các chủ đầu tư. Nếu không, vấn đề sẽ ngày càng nghiêm trọng khi dân số Nhật Bản tiếp tục già đi và sẽ có thêm nhiều căn nhà bị bỏ trống. Ngay cả các nhà hoạch định chính sách cũng khó lòng quy hoạch phát triển toàn vùng do vướng những căn nhà hoang khó xác định được người chủ thừa kế còn sống hay không, do đó không thể mua bán để giải phóng mặt bằng. Việc không có quy hoạch càng khiến cho nhiều người cho rằng vùng đất đó không có giá trị, qua đó kéo giá bất động sản toàn khu vực đi xuống. Tuy nhiên, một số cá nhân nhận thấy cơ hội kinh doanh từ những căn nhà hoang có giá trị mua bán ban đầu thấp. Vào năm 2020, ông Anton Roman từ Thụy Điển đã mua một căn nhà bỏ hoang trong hơn 10 năm và biến thành một nơi ấm cúng để cho thuê, bất chấp người thân ban đầu phản đối. Chủ nhà không mặn mà với việc cải tạo nên thủ tục giấy tờ đã diễn ra nhanh chóng. Ông Roman đã dành một năm cùng khoản tiết kiệm khá lớn để cải tạo gần như toàn bộ ngôi nhà. Ông cho biết đã học được rất nhiều và rất hứng thú với công việc này. Tôi thấy có tiềm năng lớn với những căn nhà hoang tại Nhật Bản. Nếu muốn, bạn có thể mua ở cả một ngôi làng ở những vùng xa. Nhưng vấn đề là nó sẽ khó bán lại, nên chỉ phù hợp cho những ai có ý định ở dài lâu. Ông chia sẻ, hiện ông Goman đang theo đuổi dự án tu sửa căn nhà hoang khác ở quận Shinjuku, Tokyo, với chi phí hoàn thiện, bao gồm tiền mua nhà có thể lên đến 25 triệu yên, tức hơn 4 tỷ đồng. Những ngôi nhà Kominka truyền thống cũng rất thu hút người nước ngoài, bởi họ nhận thấy nhiều cơ hội kiếm tiền từ đây. Hana Sakata và chồng cô đã cải tạo và cho thuê nhà trong khoảng một thập kỷ qua dự án New Heritage, bắt đầu bằng một ngôi nhà nghỉ dưỡng trên bán đảo Izu bị bỏ trống và rơi vào tình trạng hư hỏng hoàn toàn. Họ đã mua lại một ngôi nhà Kominka ở ngôi làng miền sau núi Nagano sau khi một phần của công trình bị sập do tuyết chất nặng khiến mái nhà không kịp dọn. Chủ của bất động sản này đã lớn tuổi và sống trong một nhà dưỡng lão. Tuy nhiên, chi phí để khôi phục những ngôi nhà như vậy rất tốn kém, Sakata chia sẻ. Hiện nay, Akiya thu hút rất nhiều sự quan tâm, đặc biệt là từ những người nước ngoài, khi chúng thường được nêu bật lên những đặc điểm hấp dẫn như ngôi nhà rất lớn ở Nhật Bản, giá siêu rẻ hoặc thậm chí là được cho không. Tuy nhiên, không đơn giản như vậy. Lựa chọn gắn bó với một Akiya là một quyết định đòi hỏi sự quyết tâm khổng lồ và không có nhiều nhà thầu có thể giúp sửa chữa chúng. Nghề mộc truyền thống đang lụi tàn. Trong 10 năm nữa, chúng ta có thể thấy rất nhiều Akiya thuộc sở hữu nước ngoài. Tuy nhiên, hiện có nhiều khách du lịch nước ngoài muốn trải nghiệm kỳ nghỉ tại các cơ sở lưu trú truyền thống của Nhật Bản. Nhu cầu đang vượt xa nguồn cung, Sakata cho hay. Đồng yên ở mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ so với các đồng tiền chủ chốt khác trên thế giới đã giúp thúc đẩy sự bùng nổ du lịch ở đất nước mặt trời mọc, với kỷ lục 3 triệu du khách nước ngoài trong tháng 3. Trong khi Nhật Bản thì không có đủ người để ở trong các căn nhà khiến bất động sản bỏ hoang, thì tại Việt Nam lại ngược lại, không có đủ nhà cho dân số ngày càng tăng nhanh. Đây quả là những bài toán không dễ dàng cho các chính quyền trong việc cân bằng các nhu cầu xã hội. Cảm ơn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại!